Giá xăng dầu hôm nay ngày 22 tháng 12 ghi nhận giá dầu giảm sốc gần 3% trước những thông tin không mấy tích cực từ COVID-19, nhất là chủng biến thể virus mới ở Anh. Giá xăng dầu thế giới Theo ghi nhận vào lúc 5 giờ sáng nay, nhờ Việt Nam, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ ước tính đã giảm sâu gần 3% xuống mức 47,7 USD sạc thùng. Giá dầu thô Brent ước tính cũng giảm mạnh hơn 2,9% lên mức 50,7 USD sạc thùng. Giá xăng dầu hôm nay, giá xăng dầu 22 sạt 12, giá xăng hôm nay, giá xăng 95, giá xăng giảm. Giá xăng dầu trong nước. Chiều ngày 11 tháng 12, liên bộ công thương, tài chính đã điều chỉnh giá xăng dầu trong nước. Theo đó, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng trên thị trường tăng mạnh trở lại. Kể từ 16 giờ ngày 11 tháng 12, giá xăng dầu trong nước đồng loạt điều chỉnh tăng. Trong đó, giá xăng E5 RON92 tăng thêm 635 đồng lít. Xăng RON 95 EEE tăng 656 đồng lít và giá dầu diesel 0.0. Bản giá bán lẻ xăng dầu trong nước hôm nay ngày 22 tháng 12, xăng E5 RON 92 không cao hơn 15.129 đồng lít, tăng 635 đồng lít so với giá hiện hành. Xăng RON 95 EEE không cao hơn 16.007 đồng lít, tăng 656 đồng lít so với giá hiện hành. Dầu diesel 0.05S không cao hơn 11.892 đồng lít, tăng 458 đồng lít so với giá hiện hành. Dầu hỏa, không cao hơn 10.777 đồng lít, tăng 639 đồng lít so với giá hiện hành. Dầu ma giúp 180CST 3.5S, không cao hơn 11.942 đồng trên kg, tăng 200 đồng trên kg so với giá hiện hành. Mức giá bán xăng dầu chính thức có hiệu lực từ 16 giờ ngày 11 tháng 12 năm 2020. Cảm ơn bạn đã lắng nghe tin tức của Tung Tâm. Một lần nữa, chúc các bạn có một ngày hạnh phúc và vui vẻ. Nếu các bạn muốn cập nhật nhiều tin tức hơn nữa thì hãy truy cập tungtam tâm.com.vn. Ở website sẽ có đầy đủ mọi tin tức về giá cả hàng ngày cũng như những kinh nghiệm sẽ rất bổ ích cho các bạn ở cuộc sống thường ngày. Đừng quên nhấn like và theo dõi kênh Tung Tâm để cập nhật tin tức trong ngày nhé. Cảm ơn các bạn.